Xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Audio. Và trong clip ngày hôm nay, Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con ông ly đến từ hãng Lutman. Nói tới Lutman thì quen thuộc, nhưng mà cái model ngày hôm nay Khôi giới thiệu sẽ làm cho anh em rất bất ngờ. Rất bất ngờ tại vì về cái độ hiếm và cái độ hay của nó nha. Đó là Lutman L435. Thì trên thị trường á thì anh em quen với các cái số chặn ví dụ như L 430, 450 hay là L550, 560, 570 vân 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 vân. Nhưng mà những cái con số lẻ này cực kỳ hiếm anh em nha. Tại vì sao? Vì con này là dùng âm ly sản xuất cho Mỹ điện 120V. Cực kỳ hiếm nha. Có thể là nhiều anh em sẽ chưa bao giờ mà thưởng thức, chưa bao giờ gặp được con này đâu nha. Thì đây là một con âm ly được đấu giá từ Nhật về nha. Nguyên bản nguyên zin 100%. Không qua túc tát bất cứ một cái gì luôn, tại vì con này Khôi muốn để lại cho anh em sưu tầm nên Khôi cũng không dọn luôn anh em nha. Thì đây bây giờ Khôi sẽ quay cho anh em xem cái mặt của nó ha. Đó, ok ha, đây các cái nút để thẳng này đó. Thì nó cũng đầy đủ các chức năng của một con âm ly anh em, ví dụ như là đến hai cặp loa nha, hai cặp loa rồi. Bên này là bát chép này, bát chép này nó chỉnh rất nhiều tần số ha, tần số rất là nhiều, nó tới trừ 10 luôn anh em, trừ 10 và còn 10 ha. Đó, nó là không khác gì một cái EQ luôn ha. Rồi nó vẫn có đầy đủ là ví dụ như chức năng đầu vào này, rồi nó có lau nét ha, lau nét vân vân thì đều có đầy đủ anh em. Đây này, lau nét này. Rồi nút tone này, AB cộng B này vân vân. Và cái volume rất là to ha. Chỉnh rất là nhiều tần số. Đây là cái logo của nó nha. Thì đó là cái chức năng cơ bản thì thật sự là ai cũng biết, nhưng mà Khôi thì Khôi Khôi giới thiệu lại nha. Thì cái con này á mình vận chuyển về hàng bãi anh em, nên nó vẫn có những cái vài chỗ này và chỗ nó bị chảy xước ha. Đây nè, đó mình quay cho anh em cái mặt thì không không chảy anh em nha, nhưng mà cái cần trên có nha anh em. Đây có vài chỗ ha, đó Khôi đưa máy rọi cho anh em xuống luôn đó, thì anh em xem kỹ giúp Khôi nha. Đó bên này cũng vậy, nó có những cái phần này có thể xử lý được anh em. Khôi nói với trước anh em có thể xử lý được. Chứ không phải không xử lý được, nhưng mà Khôi muốn để như vậy để cho anh em sưu tầm zin từ con nóc luôn, gọi là zin, con này là gọi zin từ con nóc nha. Mặt phay vàng rất đẹp anh em ha, rất đẹp luôn. Con Lutman này á anh em nhìn này, thiết kế rất là sâu anh em. Đó, đây 20 thì 40, 42 anh em, cả tính từ cái nấm này luôn là 45 nha, có nghĩa là nó thiết kế rất là sâu. Nó còn lem lem lúc lúc này. Nắp sắt dòng này không có vỏ gỗ anh em nhé, nhưng không có vỏ, như các cái con Lutman mà 309 vân vân 58 68 mà có vỏ gỗ, tại vì nó không có nắp sắt. Nhưng mà cái dòng này dòng xuất á, dòng xuất Mỹ á, thường á, thì các cái dòng xuất Mỹ thì hiếm khi mà nó có vỏ gỗ lắm anh em. Thì ngày xưa là nó vỏ thì nó rườm rà, nó to, nó nặng nha. Còn những cái hàng xuất là đơn giản nhỏ, kể cả linh kiện, những cái dòng âm ly mà xuất Mỹ á là linh kiện nó cũng phải nhỏ nữa nha. Đó là những cái điều mà thông nguyên tắc cơ bản của nó, mà hầu như hạng nào có đồng đi nào nó cũng phải theo như vậy nhé. Rồi thì đây Khôi sẽ quay cho anh em xem luôn cái phần phía sau của nó. Đây anh em ha, đây tín hiệu đầu vào này, tuner CD vẫn vẫn có đầy đủ ha, phono cũng có ha. Rồi bên này là tép, tép tép là phần dành cho cassette đó. In out này, in out là có phần thu phát ha. Rồi đến hai cặp loa đây, thông số của nó đây L435 này anh em. Nó là vẫn là dòng được sản xuất tại Nhật, nhưng mà nó điện là 120V này anh em. Ok ha. Rồi bây giờ Khôi tháo nắp nó ra, tại vì Khôi đã tháo sẵn mấy con nắp rồi, bây giờ Khôi lấy ra anh em cùng xem bên trong ha. Máy thì cực kỳ mới luôn, tại vì hàng này hàng đấu Nhật về đó, anh em thấy mới ghê không, rất mới ha, rất mới. Thì đây ok ha. Đó cái phần mà tản nhiệt này, nó tản nhiệt xương cá anh em ha, tản nhiệt xương cá. Rồi bên này là một cái nguồn màu vàng rất đẹp, nguồn rất to anh em ha, anh em nhìn vậy cho nó rất là to này, to từ bên này qua bên này luôn. Thì những anh em nói mà những cái nguồn như thế này á là rất là hay, rất là hay anh em. Rất là hay đó, cho anh em xem luôn này đó. Thì rất là to anh em nha, từ dưới đất này luôn này lên trên này luôn, rất là cao ha, chứ không phải thấp. Rồi ok, tí nữa Khôi sẽ lật nó lên để cho anh em cùng xem là cái phần linh kiện bên dưới nha. Thì con này sử dụng cái tù này đây anh em, tù Mỹ anh em nha, tù Mỹ này. Thì nhiều anh em sẽ nói là tại sao cái tù nó nhỏ,
nhưng mà thật sự không nhỏ, tại vì tù Mỹ không có cái tù nào lớn hết nha. Anh em xem các cái economy của những cái hãng à. Nhưng mà cái thông số rất lớn em, 15.000 mi anh em, 15.000 mi 63V nha, à, hai tù luôn, là cực kỳ lớn chứ không phải nhỏ đâu, rất lớn luôn. Thì sử dụng một số cái linh kiện rất là cao cấp nữa. À, thì anh em nào mà có chuyên môn thì tham khảo tìm hiểu thêm ha, nhìn vào đây là biết rồi này. À, ok nha. Rồi đó, rồi về cái sò, con này nó tới 8 sò và 4 sò đệm, tất cả là 12 sò ha. Thì bây giờ tôi sẽ lật lên trên đây cùng xem. Máy cũng khá nặng anh em nha, máy cũng khá nặng. Thì đây sò nằm trong này, thì tôi sẽ tháo nó luôn ha, thôi tôi để tháo cho anh em cùng xem luôn. Tháo cái tấm này ra này anh em, là mình sẽ thấy được cái mặt dưới ha. À, thật sự là không cần tháo đâu, nhưng mà tại vì đây là một con ông đi hiếm hiếm nên là tôi sẽ tháo để phục vụ anh em. À, tháo một bên thôi, tháo một bên lấy ra là xong đây. À, để cho anh em cùng xem này, zin từng mối hạn luôn ha. Đó, ok ha. Đến 8 con sò xanh đen và 4 con sò đệm nữa, 1 2 này, 3 4 này. Đó, thêm 4 con sò đệm nữa. 1 2 3 4. Mấy cái con nhỏ thì con driver mình không tính anh em nha. Mình tính con lớn thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Còn với một bên hai con nữa, một con hai con này. Đó. Là tất cả là tờ ở đây là có 12 sò nha. À, 4 con sò driver thì mình không tính. Đó. Con này rất là lực. Đó, tuyệt vời anh em. Sò này là sò to anh em nha, chứ không phải sò nhỏ đâu. Đó. Đó, ok, rồi. Rất tuyệt vời. À, Khôi đã giới thiệu xong rồi này, xong cái con này. Nói chung là máy móc riêng nguyên bản. Thì về phối ghép thì Khôi đã ghép từ một số loa, kể cả loa cột này. Đó, loa cột này ở bên này. Đó, rồi ghép với FPI này, ghép với Marantz này. Đó, rồi ghép với là Yamaha này, thì cho những cái chất âm cực kỳ hay và ấn tượng, đặc biệt là về bass, bass rất là sâu và mềm. Còn về nói cái chất âm thì nó chắc chắn nó sẽ hơn đồ Nhật. Khôi khẳng định với em một điều như vậy, tại vì sao? Hàng xuất cho thị trường của Mỹ thì nó đảm bảo phải có những cái nguyên tắc của nó, và cái thứ hai nữa, chất âm nó phải đủ hay thì mới đánh được loa Mỹ. Còn nếu như mà đem âm đi Nhật bình thường không đánh được loa Mỹ nha. Đó, rồi. Một vài thông tin Khôi muốn chia sẻ với em như vậy. Và con này á, là dùng công suất lớn. Đó, tới 8 8 sò lớn và 4 sò nhỏ là 12 sò, là nó rất là lớn rồi, tương đương với những con âm ly khủng long của hãng Sansui thì mới có thể đánh lại con này. Thì cái mức giá của nó cũng khá cao, không phải rẻ đâu. Anh em nào mà thực sự là người đam mê quan tâm, am hiểu chuyên môn thì anh em sẽ hiểu được tại sao cái giá nó cao. Còn anh em nào mà chưa chơi thì mình sẽ tìm hiểu thêm để mình nắm rõ anh em nhé. Thì con này có cái mức giá tham khảo là trên 10 triệu. Thì Khôi muốn nói với em tại sao mà Khôi không báo giá chính xác. Tại vì báo giá chính xác thì anh em sẽ so sánh này nọ so kia. Thì bây giờ Khôi sẽ báo cái mức giá tham khảo thôi. Anh em nào mà là người am hiểu biết chơi và thấy được cái giá trị của con này thì hãy liên hệ với Khôi để mình cùng trao đổi thêm anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bây giờ thì Khôi sẽ test thử thôi, test thử một đoạn để anh em nghe được chất âm. Còn về bát biết các thứ thì chắc không cần phải nói, tại vì nó quá lực ha. Rồi.
xa vời chốn nào